Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Chợ Phiên Tây Bắc. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Sapa và đang có mặt ở nhà hàng Sapa TV các bạn ạ. Buổi sáng ngày nay mình đã có mặt ở Sapa rồi và mình cũng đã quay chia sẻ với các bạn ở chợ Sapa. Nhưng đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay thì sau khi mà mình thưởng thức những món ăn đặc biệt ở thị trấn Sapa và ở nhà hàng Sapa TV thì mình sẽ đi quay chia sẻ với các bạn, đó là Calm Down. Buổi tối ngày hôm nay là tối ngày 31, buổi tối cuối cùng của năm 2023, bước sang năm 2024. Thì bây giờ mời các bạn đến với nhà hàng Sapa TV. Các bạn, nhà hàng Sapa TV thì vẫn ở địa chỉ đó là 019 Hoàng Văn Thụ. Thì hôm nay mình sẽ ăn tối ở đây. Sau đó thì là chào anh Tài. Chào anh An nhá. Chợ Phiên Tây Bắc nhá. Đây là người em của mình. Nói chung là anh em gắn bó với nhau rất là lâu rồi mà mấy tháng nay rồi mình mới trở về Sapa. Nhớ anh An quá. Hôm nay không biết là sự kiện gì mà đưa anh An lên Sapa. Cái điều đơn giản là hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2023 rồi. Thế nên là anh lên để anh thưởng thức những cái món đặc sản ở tại nhà hàng Sapa TV. Sau đó thì anh sẽ ra để anh em mình xem bắn pháo hoa. Đúng rồi. Xin phép được thay mặt tất cả anh em nhân viên nhà hàng Sapa TV nhỉ. Chúc anh An cũng như là kênh Chợ Phiên Tây Bắc luôn vui vẻ, thành công trong cuộc sống. Nên là kênh mình càng phát triển hơn nữa. Đấy, anh nhá. Còn gì nữa? Đấy. Em xin phép được mời anh An lên nhà hàng. Ok em. Thưởng thức một cái bữa. Đây mời các bạn. Cuối năm để chào đón. Thì bảo luôn mấy năm mới sẽ mở ra đúng không? Bảo luôn mấy anh em lên luôn đi, mấy anh em mình ngồi cho vui, tại vì lâu lắm rồi anh cũng không gặp mấy anh em ấy. Dạ vâng được. Đấy. Đấy, vẫn cái không gian cũ các bạn ạ. Thì cả nhà mình đến với nhà hàng Sapa TV thì ở 019 Hoàng Văn Thụ và có thể đặt bàn theo số điện thoại đấy là 056 345 6789 các bạn nhé. Ngoài ra thì còn một cơ sở nữa ở 442 Điện Biên Phủ. Thì quý khách lên Sapa thì nhớ ghé qua ủng hộ nhà hàng Sapa TV của sếp Hải Sapa TV cũng như em Tài nha các bạn nhé. Nhớ lên đến Sapa thì hãy nhớ rằng ở đây có em Tài luôn chờ mọi người. Đấy. Ở địa chỉ là nhà hàng Sapa TV 019 Hoàng Văn Thụ. Số điện thoại đặt bàn bên em ấy là 056 345 6789 mọi okay. người nhá. Thôi bây giờ anh em mình sẽ chuẩn bị và chiến em nó thôi. Thế nhưng mà hôm nay thì em chuẩn bị món gì cho anh? Dạ vâng, cũng như cái tên gọi của kênh mình ấy, đúng không ạ? Em chuẩn bị cho anh món thằng cố này không thể thiếu được, bà con vùng cao. Ồ, lâu lắm rồi anh không ăn rồi. Gà đen nấm. Ui. Đấy. Nói đến thì đã thèm lắm rồi các bạn ạ. Nói đến thì quá là thèm rồi. Vậy là bây giờ thôi anh em mình bây giờ mình sẽ gọi cả em Quý đầu bếp cũng như là anh em ở tại nhà hàng lên để thưởng thức. Tại vì khách bây giờ cũng đã hết rồi. Vừa nãy thì rất là đông khách, do vậy là mình không thể quay được các bạn ạ. Bây giờ thời gian rảnh rỗi này thì anh em mình ngồi một chút, sau đó thì đi xem bắn pháo hoa. Anh mình tâm sự một tí nha. Okay. Để chào đón những cái công việc mà năm vừa qua anh em mình làm những gì. Để mà cố gắng năm 2024 đúng không? Đấy. Thì hy vọng là năm 2024 thì Tài có vợ, có người yêu. Thế là cười lưới à? Không phải, ý anh nói là Tài cameraman. Thôi bây giờ thì xin phép cả nhà để anh em mình dùng bữa đây nhá. Rồi bây giờ thì anh em mình đã chuẩn bị xong những đồ ăn rồi các bạn ạ. Thì anh em mình có chuẩn bị món đặc biệt đây. Đấy, gà đen. Thấy không? Em Tài đích thân vào bếp để nộp anh ăn mấy con gà. Thôi ông đừng có đi không? Đây này, không nhìn thấy ai đây à? Không nhìn thấy đầu bếp ngồi đây à? Không, đấy. Là mỗi thằng cố thôi còn được cả. Đây các bạn, nồi thằng cố siêu to đây rồi. Giới thiệu với cả nhà, đây là em Quý, đầu bếp trưởng của nhà hàng Sapa TV. Cũng như là đây là em Duy, cũng là có thể là cốt cán. Cốt cán của... Còn em là Tài rồi nhỉ? Tài thì không phải nói rồi. Tài mán. Đây là cũng là em Tú, cũng là người em của mình, cũng là đang công tác tại nhà hàng Sapa TV các bạn ạ. Thì thực sự là cái buổi tối hôm nay là cái buổi tối mình cũng nói ngay từ đầu rồi là đặc biệt khi mà anh quay trở về, tại vì phải đến 2-3 tháng rồi anh mới về. Đấy, vậy là em thấy anh An mừng quá. Thôi, anh em mình nâng ly anh đi. Anh An lên đúng cái dịp Sapa mình bắn pháo hoa nhỉ. Đấy. Không biết ý gì. Pháo hoa thì anh phải về. Em biết rồi, anh thích ăn gà đen, ăn thằng cố đúng không? Bao lâu rồi anh chưa được ăn cái món này? Đi miền Tây rồi, đi miền Nam rồi, nói chung là toàn ăn đặc sản ở vùng miền ở đấy thôi, nhưng không có cái món này. Do vậy là mình về mình ăn ngay. Rồi, mời cả nhà. Rồi. Anh em chúc mừng anh An nhá. 2 3. Yo. Nhưng mà bây giờ ai ra đòn cái món gà này nhỉ? 2 3. Yo. Anh ưu tiên anh đi, ưu tiên anh. Ưu tiên này. Tay thì mình đã rửa sạch rồi các bạn nhé. Nên là thôi, chúng ta là cứ dùng tay thôi. Đây các bạn này. Đấy. Thấy không?
nước nó ra như này cơ mà, quá uy tín luôn. Đấy, mình sẽ xé ra cho anh em ăn nhé. Nếu không có thì gà đen ở nhà hàng Sapa TV thì yếu sao nhỉ, sức hơi yếu sao, hả? Gà đen nó rất mạ thế. Không phải, cái căn bản nhất là lâu lâu ấy anh không được ăn gà đen, thế nên là nó vẫn hơi hơi hồi hộp. Mỗi anh em phải hết một con nhá. Đây, đây Tú này. Đấy, Tài này. Nói chung là Tài cứ ăn đi nhá. Đây các bạn này. Đây. Nước này cứ gọi là tràn trề anh nhỉ. Chả nhẽ lại húp luôn cái nước này thì nó cứ hơi vô duyên. Đấy, còn một cái nữa thì để dành cho em cameraman. Rồi, cảm ơn em. Chẩm chéo thì hiện tại thì mình cũng đang phân phối cho các sản phẩm này nhé. Một là các bạn có thể liên hệ với số là 0974 686 389 hoặc là các bạn có thể liên hệ với số là 058 804 2222. Đấy, sẽ đặt được cái món chẩm chéo này. Ngoài ra thì khi mình đến với Sapa, đến với nhà hàng Sapa TV thì ở dưới tầng hầm của Sapa TV cũng có trưng bày tất cả các sản phẩm đặc sản ở tại nhà hàng Sapa TV, thì các bạn có thể mua trực tiếp ở đấy được. Ngoài chẩm chéo ra thì bên nhà của em còn rất nhiều mặt hàng nha nhé. Đấy. Nhất là châu các bếp nữa. Đấy. Châu thì sắp Tết rồi nên là thôi mời cả nhà nhé. Đấy. Lâu lắm rồi mới được ăn lại món này. Thôi mọi người dùng đi. Là em nghiện rồi. Nghe đã phải ăn gà đen anh ạ. Ngon nhờ. Phê quá. Thật sự là rất là ngon luôn. Bao tháng này là không được ăn cái món này. Ăn xong rồi. Bây giờ cũng là 10 giờ đó các bạn ạ. Đấy, ăn ngay cái mình ăn uống xong rồi đi xem bắn pháo hoa vừa. Vừa nay nhà hàng quá đông luôn. Hôm nay video anh em mình đi ra pháo hoa lại kiếm được em nghỉ không quá. Hey. Đi xem bắn pháo hoa. Thank you. Đấy, vợ này vợ đang xem đấy. Nguy hiểm lắm. Có Quý này. Đấy, Tú này, Duy này, Tài này ở đây thổ địa rồi. Nhưng anh chịu. Nói chung là đất Sapa thì mình ở đây cũng khá là lâu các bạn ạ. Ngày xưa mình chạy xe du lịch cùng Xem Hải ấy. Mình cứ về Sapa là nhớ Sapa. Đặc biệt là như món gà đen thằng Cú của em Tài nhá. Dù anh có đi đâu bất kỳ nơi nào ấy. Hiện tại thì gà đen một con như này đang có giá là bao nhiêu tiền nhỉ Tài nhỉ? Hàng đang bán là 480k một con. 480k một con gà đen, nó rơi vào khoảng tầm cân 2, cân 4. Đấy, tầm đấy. Còn như nồi thằng cố thì nó có nhiều giá các bạn ạ. Đấy. Thằng cố thì nhà em có nồi 600, 800 một triệu. Đấy, 6, 8 một triệu. Thoải mái lựa chọn. Nói chung là nhà mình đi từ 2 người thì bên này cũng có phục vụ một cách quá ok rồi. Ngon. Chất lượng anh ạ. Đầu bếp này bảo không ngon thì chết thôi. Đây gà toàn gà em thử ở đấy. Nói chung là những ngày tháng mà Quý làm việc ở đây thì mình cũng có ở đây các bạn ạ. Nhờ quá yên tâm với tay nghề của em rồi. Anh em một chút, tất cả gà hay là ngựa hay là lợn ấy, nhà em có một trang trại nuôi những con này luôn, hay là liên kết với trang trại tại các huyện của tỉnh Lào Cai mình. Đấy. Như Sapa, Bảo Thắng, Bắc Hà, Simacai đấy. Nói chung như vậy là quá là uy tín rồi. Thôi Quý ăn nhanh lên để anh em mình nâng ly cái. Lâu lâu rồi không gặp nhau ấy. Duy nghe là chừng là hơi thèm rồi đấy. bao nhiêu lâu rồi anh em mình không gặp nhau mà. Thật sự là rất là lâu rồi đấy. Bắt tay là đúng là dân anh rồi đấy, Phú Thọ. Đúng dân miền Bắc. Đúng dân Phú Thọ. Chào anh em nhá. Giật giật. Mời riêng anh em đi đấy. Có ý nghĩa cả đấy anh ạ. Thôi.
Tối nay anh vơ vơ mà mình mày lại mời anh khấu vải làng này thì chết. Không được đâu. Anh yên tâm, ở trên này tài em mời anh. Rồi thay mặt cho tất cả anh em nhân viên nhà hàng Sapa TV chúc anh An một năm mới chuẩn bị năm cũ chuẩn bị khép lại rồi. Rồi thế thì tí nữa mỗi anh em mình phải uống một ly. Thành công trong cuộc sống. Đấy. Ngày càng đưa các ẩm thực của Tây Bắc mình nên giúp đỡ nhiều bà con hơn nữa. Nói chung là cũng không biết nói gì hơn cả. Anh thì cũng xin chúc toàn thể tập thể anh em của Sapa TV một năm mới gọi là ăn khang thịnh vượng, gọi là thành công, đã thành công. Đúng rồi, thắng lớn luôn. Rồi mời cả nhà. Rất nhiều chợ phiên hay và đẹp đang chờ anh An. Đấy. Đi trước đấy. Nói chung là khi mà mình đi quay cùng với tất cả anh em cũng như là Sếp Hải hay là bạn Nga hay là bạn Phạm Dũng thì đều như vậy. Thì anh em có đi cùng nhau thời gian sau đó thì mình lại quay trở về với chợ phiên đấy các bạn ạ. Chứ nhiều người cứ nói là anh bỏ chợ phiên hay là như thế nào, không phải đâu. Mình quay về chợ phiên, khi anh em đi cùng nhau thì anh em cùng kết hợp với nhau. Đấy, cũng như ở Sapa, đúng là phải 2-3 tháng này mình không lên. Hôm nay là mặc dù Sếp Hải đi Quảng Trị này đấy, sau đó là về, nhưng mà mình thì lên đây mình, anh sáng anh lên đây mình mà mình nhớ Sapa, nhớ nhà hàng Sapa TV rồi, thì phải lên thôi. Mùi vị quen thuộc của Sapa đúng không? Đó, nhớ chứ. Tú cho anh mượn cái ăn thử một thằng cố lên. Đây cái này, đây các bạn này, nồi thằng cố này quá ngon luôn các bạn ạ. Đưa bát đây anh lấy cho. Đấy. Để cho anh thử nước đây không anh để nhớ đấy. Đây. Đầy đủ luôn các bạn ạ. Nói chung là nồi thằng cố ở đây thì đấy, mình phải bỏ cái này ra. Quá là uy tín luôn. Pha mấy chấm chéo chấm thì quá là tuyệt vời luôn. Đây, đưa anh lấy cho. Nghiện thì đừng có ngại. Ngày nào anh em mình cũng ăn rồi. Đây. Đấy, các bạn ăn khẩn trương lên nhá. Đến với nhà hàng Sapa TV ấy, thì có rất nhiều những món ăn, rất nhiều những món đặc sản ở Tây Bắc. Thế nhưng mà hôm nay, buổi tối hôm nay thì anh em mình chỉ ăn đơn giản vậy thôi. Gà đen với thắng cố thôi. Vì thực ra là mình về đến đây ấy, là mình rất nhớ cái hương vị ở đây. Chứ còn là bình thường thì cá hồi, cá tầm hay là lợn căm nách thì anh em mình cũng ăn khá là nhiều rồi. Đấy, nhưng mà những cái hương vị mà mình muốn ăn ấy, thì phải đến đây. Đấy. Mời cả nhà nhá. Ngựa tươi nhá. Thường thường ấy thì cũng như Tài giới thiệu đó là ngựa tươi. Và nhà hàng thì thường xuyên ở mổ ngựa. Do vậy là ăn nói chung là quá là tuyệt vời luôn. Giòn, ngon. Cái vị thắng cố thì quý nấu rất là chuẩn luôn. Đô. Đúng. Đây đây nha. Nào, yêu ái múc cho anh đẩy thế. Em biết là anh lâu chưa quay lại Sapa rồi. Nhưng món này là món sở trường của anh mà. Quý nào nghe cái vẻ dạ. Anh mạnh vào dạ. Duy ăn đi. Quá anh ạ. Hả? Hồ tươi, ngon lắm ấy. Cái nước thắng cố này quá ngon luôn. Cái này một tí nữa là anh em mình làm vài bát mì tôm chứ chơi. Đấy, anh em mình chỉ cần đơn giản vậy thôi. Sau những giờ làm việc thì chỉ cần như thế này thôi. Đoàn kết, vui vẻ. Làm ly rượu chơi chơi trong đó là về làm việc có đi ngủ. Ngon. Đơn giản nhưng mà lại vui. Tú cho rau vào đi Tú. Thơm thật sự luôn. Quá ngon.
Anh hôm bữa anh lên Đà Lạt. Lên Đà Lạt thì cũng có một cái quán ở trên Đà Lạt có sử dụng đọt su su này để xào. Nhưng để nói thật lòng chị đừng có buồn, là ở tại Sapa ngon hơn Đà Lạt rất nhiều về rau su su. Su su ở Đà Lạt ăn nhạt lắm. Ăn nhạt mà nó hơi dai, không giòn như ở trên mình. Ở đấy thì nó cũng ngon, không phải không ngon, nhưng mà thật sự là không thể bằng ở đây được. Phải khẳng định cái điều đấy luôn. Em cũng ở trong đấy mấy năm. Trong đấy làm gì? Cũng làm bếp á? Trước em cũng đi làm bếp tinh mà. À, ngon quá. Cho ít nấm vào đi Tú. Cứ lấy đi quý. Quá ngon rồi các bạn ạ. Một cái bữa gọi là ăn đúng là để mà nói là tình cảm ấy của anh em mình. Chứ còn bình thường thì ai cũng có bận công việc hết cả. Thì sau đấy là mỗi người phải chạy một cái việc khác nhau. Các bạn ở nhà hàng cũng rất là bận, không có thời gian nhiều mà mình cũng đi nhiều. Nhưng mà đúng là hôm nay là cái ngày mà cuối cùng của năm 2023 và chuẩn bị là bắn pháo hoa năm 2024. Đấy. Đúng rồi, chia tay năm cũ đấy. Tôi tí nữa có cái gì mới thì tuần này hết bận là em đi theo anh An đi chợ phiên đấy. Ây à? Đúng không? Nói là phải làm nhá. Ở không ở Sapa đâu. Nói là phải làm. Đi luôn. Đi chợ phiên đấy, cứ 2-3 giờ sáng. Chỉ muốn lúc đấy chắc là các bạn không đi được đâu. Chỉ muốn long đuổi tất cả mọi nẻo đường của Việt Nam mình. Ôi. Thế thì nếu như để nói thì một vài ngày nữa thôi thì Nga Sumo cũng sẽ về lại với lại ngoài này. Anh em mình sẽ có một cái hành trình đó là Đông Bắc hoặc Tây Bắc để làm một số cái chương trình nho nhỏ. Nếu như mà Tài có thời gian thì có thể đi cùng. Wow, ngon quá. Anh phải làm thêm miếng nữa cho anh nhé. Đây. Nói chung là anh phải lấy những cái gì anh thích. Quá ngon luôn các bạn ạ. Anh em mình cứ ngồi lai dai đến tầm nào mà ăn pháo hoa đi là vừa thôi. Ok anh. Chứ để mà nói thì ngày hôm nay là một ngày hiếm có. Em mời anh chén nhỉ? Mời anh chén á? Thế mày là BD à? Thật sự từ trước giờ em rất là quý anh. Em biết là trong cuộc tình báo hôm nay là báo lên cho em là hôm nay anh lên. Nên là em đã chuẩn bị từ sáng là em mổ con ngựa. Đây là một số phần nó cũng gọi là ngon nhất. Ui. Em nấu để dành tình cảm. Cảm ơn quý nhá. Đừng có thấy thế mà là ưu ái các bạn nhá. Thì vì ở đây tất cả thì khách hàng đều như nhau hết. Đấy. Cảm ơn em. Nói chung là đồ ăn để quý nấu thì là khỏi phải nghĩ rồi. Tí nữa Tú hay là Duy có ra đòn thì cứ ra đi, anh say là anh về anh ngủ đấy. Mình đi xem bắn hoa đó chứ. Mình đi xem bắn hoa vào hoa này như là ba năm nay là bắn lúc không giờ anh ạ. Đúng lúc giao thừa anh. Ngon quá. Cái thời tiết như này thì như này ăn đầu, đúng ăn rồi. Ăn thành phố này. Hợp lý nhất. Món gì cũng hợp. Cái này kết hợp với rượu khó phải lèng á. Ôi. Quên mất vừa giới thiệu rồi. Đây. Chỉ có ở Sapa TV mới có kháu vải lèng. Đấy, kháu vải lèng là cái bài thuốc đặc biệt của em Mạc Văn Minh. Đấy, mà chỉ có Sapa TV phân phối cái sản phẩm này. Và chợ phiên Tây Bắc cũng phân phối sản phẩm này các bạn nhé. Nói chung là các bác nào mà lên Sapa mà ghé qua nhà hàng Sapa TV thì nhớ gọi cho mình bình thức để cảm nhận được cái vẻ, cái hay, cái khỏe của nó. Một người khỏe, hai người vui, ba người vui đấy ạ. Ôi, ba chưa thấy ba bao giờ đâu. Em thấy quảng cáo là cái uống cái rượu này vào hàng xóm được nhờ cơ. Thế là chồng uống vợ khen, hàng xóm thèm. Mà lại hàng xóm được nhờ nữa là luôn. Cũng khét đấy. Ăn đi. Cảm thấy nhau thôi.
quá ngon luôn. Cũng qua đây thì nói chung là mình cũng xin gửi tới quý cô chú, anh chị và các bạn, ngày mai là bước sang năm mới rồi, thì xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, và nói chung là đạt được những cái điều mà mình mong muốn, cũng không biết nói gì hơn cả. Cũng xin cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với lại Sapa TV cũng như là chợ phiên Tây Bắc trong suốt một năm vừa qua. Phải không? Anh nói thì đúng không? Vâng. Cho em xin phép một ly rượu để kính chúc tất cả các anh chị em yêu quý trong nhà Sapa TV cũng như yêu quý chợ phiên Tây Bắc bình an, luôn mạnh khỏe trong cuộc sống. Và nếu có dịp lên Sapa, nhớ ghé qua nhà Sapa TV ủng hộ anh Hải cũng như anh em nhân viên nhà Sapa TV. Có lẽ là anh cũng chỉ nói là hết chén rượu này thôi, anh em mình sẽ ngồi lai dai. Ngồi lai dai sau đó thì anh em mình sẽ đi xem bắn pháo hoa. Chứ thực sự là cứ ngồi đây mà nói chuyện nhiều quá thì sợ nó hơi nhạt. Đấy, dù một cái này đi sau đó thì anh em mình sẽ lai dai sau đó đi xem bắn pháo hoa nhá. À. 2, 3, go! Đây là khung cảnh Sapa ngay lúc này các bạn ạ. Hiện tại thì sắp đến giờ G rồi, nên là mọi người đổ về Sapa, đổ về sân quần rất là đông. Đấy. Countdown ở Sapa ngày hôm nay cũng là một ngày rất là tuyệt vời luôn. Đây là khu vực gần đến khu vực sân quần, khu vực ở vườn hoa các bạn ạ. Đông nghịt luôn. Nói chung là kín luôn đây này. Thực ra mình ở Sapa rất là nhiều năm rồi nhưng mà chưa bao giờ đón giao thừa ở Sapa. Nhưng mà năm nay tôi quyết định đón giao thừa ở Sapa đấy các bạn. Rất đông các anh các chị đã đến đây. Quý khách gần xa đã đến với Sapa. Chắc là có nhạc thì sẽ là rất là khó quay, do vậy là mình sẽ đi ra đến ngoài khu vực ngoài để chờ. Giờ đây có nhạc khó quay lắm các bạn ạ. Đây là khu vực đài phun nước các bạn này, trước sân quần. Nói chung là không khí ở đây nó quá là đông rồi. Mọi người đang chờ đón, gọi là giây phút đếm ngược. Đây, phía bên này nhà thờ. Đấy, giờ này thì nhạc như là nói chung là với anh em YouTuber của mình thì nhạc nó là kẻ thù các bạn ạ. Mọi người hết sức thông cảm. Đấy, nhà thờ hôm nay quá đẹp luôn. Người là người nữa. Đúng là cái không khí đón chào một năm mới rất là tuyệt vời luôn. Chuẩn bị giờ rồi. Chào năm mới các bạn ơi. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Tây Bắc thì kính chúc cô chú, anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng nhá. Quá đẹp luôn các bạn ạ. Thank you.
tuyệt vời luôn. Rất đông luôn.
đẹp. Hết rồi các bạn ạ. Bắn trong vòng 10 phút thôi. Con. Đấy mới là màn kết thúc này. Đẹp nha các bạn. Hôm nay thực sự là rất là tuyệt vời luôn. Thế thì chắc là bắn 15 phút rồi. Nhiều du khách đến với Sapa. Đẹp luôn.
rất là nhiều điều bất ngờ luôn. Là tuyệt vời. 15 phút. Rồi, ở dưới rất là đông vui nha các bạn ạ. Quá là xuất sắc luôn. Bác Linh ra chào xa. Một lần nữa thì chợ phiên Tây Bắc xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng nhé. Sau đây thì mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video kế tiếp nha. Happy New Year!